chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân. Tổ công tác Công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã nhanh chóng xác minh, điều tra, truy tìm được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, bỏ trốn vào đất liền. Ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 7 tháng 8 năm 1996, thường trú khu 4, phường Sương Đông, thành phố Phú Quốc để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc tiếp nhận trình báo của một phụ nữ trú tại thành phố Phú Quốc về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy nhanh chóng xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đã làm rõ và xác định được từ tháng 4 năm 2024 đến nay, Nguyễn Thanh Toàn đã sử dụng nhiều số điện thoại, sim rác rồi tạo nhiều nick Zalo, Facebook ảo để lừa đảo và cưỡng đoạt của người phụ nữ này nhiều lần với tổng số tiền là 450 triệu đồng. Ngày 19 tháng 10, xác định Toàn đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang nên Ban Chỉ huy Công an thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo một tổ công tác vào đất liền nhanh chóng tiến hành bắt giữ Toàn. Đáng chú ý, đang lẩn trốn nhưng Toàn vẫn tiếp tục dùng Facebook giả để cưỡng đoạt tài sản của gia đình nạn nhân, số tiền 20 triệu đồng.